不理解。
chuẩn trái luôn.
ไปเลย
Tôi nghe. Cho mượn trên đây một cái ghế ngồi nó phải nắng coi. Cho mượn trên đây một cái ghế. Để ngồi đây đi. Đúng rồi, cầm về đi nghe. Hay quá đi, cảm ơn tưởng hay quá. Làm vườn quá đã chắc chắn lên. Thò hộ lên đây cho Ngọc Anh ngồi đây. Có nắng này thì nắng. Đi về thành quay đó. Tí thế mẹ đi. Chúng mình dùng chân trái phút luôn. Quay phút chân trái luôn. Cái trai. Em mấy hôm nữa mà. Từ đây ơi. Từ đây ơi. Anh ta. Đại ơi, đi đây ơi. Đi đây. Cố lên em ơi. Đủ rồi. Thế là bên này phải chụp nước trước, không phải là bắt đầu nghỉ. Chào mừng đâu lại đủ nào. Em đó sẵn đi. Ừ. Đó chuẩn bị quá, nó đây, làm biết rồi. Thế là phải xong ngồi được không? Dạ, cháu ấy ấy cả. Máy quay cả. Ngồi gần đâu, ngồi gần vào cho nó chiếc quay. Ngồi đấy, bên này thì không quay được không? Anh ơi, tay ơi! Cái gì thụt rồi? Đi ra đi ra một người ra đi ra đi theo luôn này ơi. Ngồi được không? Lên. Có nó bước xuống đây, bên đây nó đá rồi. Khỏe. Bước xuống không? Nếu đi thì đang đi ra. Nếu đi ra. Thắng ơi. Đỡ hộ ngay, Đỡ đỡ đi. Lên đây, lên đây. Tiếng kè nó khó nghe hơn nữa. Hey!
đi thả xuống. Này ơi. Ôi tôi ở bạn mình kìa, đã hay quá nhờ ghi phát mấy quả luôn. Chục phút mà. Đi về nào. Đi. 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 Đi
tiếp tục. Em ra ngoài, còn nó bóng vẫn tiếp tục, bóng vẫn tiếp tục. Rót ra nước ở đây này, xin họ chai nước. Khác với trường. Cảnh ơi. Bên máy to ngon dễ cần. Ngồi cái quay được ngay mà. Máy này nó cứ bị lạch lạch. Máy này máy to máy ngon. Gọi nóng ra không đủ. Đã đổ máu rồi.
phạt quá luôn, phạt cả hai chân đi thì bà phạt cả kéo kéo em vào đi. Chú quái xe đã đưa cho người yêu đấy. Quái xe ấy. Nãy cắm vào xe rút ra đưa cho người yêu. Gọi nó vào đây ngồi, bắt nó ngồi vào đây mình. Ngồi người đấy tình trạng gió mát hơn. Hương ơi, thay người này. Họ thay người à? Cứ xuống rồi. Hết trận này khai mạc à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phạt
nhìn đi. Bây giờ nhìn kìa. Trong học kỹ thuật đấy cho nó nhảy ra quay ra bên này luôn, ra bên này luôn nhá. Ừ được rồi. Cái này quay lâu rồi. Ai hỏi uống nước không chả uống thì sao? Phải chuyện thật. Rót vào cái chai này, cái chai vứt lên đây. Một cái cốc đấy thì bỏ mày làm sao được? Chai không cái này Hưng. Chai. Cái rót cốc đấy thì hai người chia đôi gì được mấy? Tuấn này không đá rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chạy khí này. Đi. 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 Đ
Anh lao vào luôn. Chưa đây. Cán thì có mỗi em quay mà. Tuần này về quê rồi. Ừ, vào đi. Buông anh nào. Chơi quay rồi. Vào mất người xưa anh. Chạy sớm tí nữa vào. Thôi. Anh ơi. Đón. Em ơi, 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 em ơ